cùng là thưởng cho các con đấy. Và bây giờ thì các con có muốn chơi trò chơi hay là muốn trả lời câu hỏi để nhận quà không nào? Một bộ trang phục cực kỳ là đặc sắc và những bước đi hết sức thật là chuyên nghiệp. Tiếp theo xin mời người mẫu Hoa Tử Gió Nhật Minh. Một tràng pháo tay lớn dành tặng cho Nhật Minh ạ. Vâng, và đây là chàng hoàng tử quê hương Vân Phú với ước mơ trở thành phi hành gia để bảo vệ trái đất của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón siêu mẫu Phương Anh với bộ trang phục công chúa bong bóng. Và qua bộ trang phục này, Phương Anh muốn nói với chúng ta rằng hãy chung tay để bảo vệ nguồn nước sạch. Một bộ trang phục có lẽ là đặc sắc nhất trong buổi trình diễn kết thúc ngày hôm nay. Hãy cổ vũ cho Phương Anh nào. Tiếp theo xin mời siêu mẫu Minh Hiếu nào. Minh Hiếu sẽ truyền tải thông điệp về cuộc sống không có bao bì ni lông, không rác thải công nghiệp đến cho tất cả chúng ta. Một chàng trai rất là khôi ngô của bóng non hôm nay. Hình dáng của dân tộc Việt Nam thật là duyên dáng, thật là đáng yêu. Ngọc Khuê với những bước đi thật là chuyên nghiệp trong tà áo dài Việt Nam. Một tràng pháo tay lớn dành tặng cho Ngọc Khuê. Vâng, tiếp theo là một chàng trai lịch lãm được mang tên Hoàng Phúc. Xin mời. Với tình yêu của con với biển cả và đại dương, Hoàng Phúc mong rằng mọi người chúng ta một thông điệp cực kỳ ý nghĩa và cần thiết, và một tràng pháo tay lớn dành tặng cho Hoàng Phúc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại tất cả các siêu mẫu trong buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay. Trường Mầm Non Hoa Mai đang mang tới cho tất cả quý vị một chương trình thật là tuyệt vời, một chương trình biểu diễn thời trang thật là chuyên nghiệp của bác bé. Chuyên nghiệp với những thông điệp ý nghĩa. Tiếp theo xin mời công chúa bong bóng và chàng hoàng tử của chúng ta. Vỗ tay thật lớn để không ạ. Rất tuyệt vời. Tiếp theo xin mời tà áo dài duyên dáng và một là hoàng tử của trường Mầm Non Hoa Mai. Những bước đi rất là chuyên nghiệp của các siêu mẫu nhí của trường Mầm Non Hoa Mai chúng ta đang biểu diễn rất thành công. Các bạn vỗ tay đi. Hãy cổ vũ cho các siêu mẫu nhí đi ạ. Mùa hè sắc màu, và đặc biệt là với những bước đi kết thúc cực kỳ chuyên nghiệp.